Xin chào mọi người đã đến với kênh Ăn Dặm Mẹ Cam. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu bữa sáng cho bé nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một ít cà rốt và đậu que, mình sẽ hấp chín lên. Mọi người có thể dùng rau củ tùy ý có sẵn trong nhà nhé. Sau khi hấp chín rồi thì mình sẽ đem đi cắt nhỏ ra. Mọi người lưu ý là để đảm bảo vệ sinh thì đối với cả em bé hay là người lớn thì mình sẽ có thớt thái đồ sống và thớt thái đồ chín riêng. Cà rốt mình sẽ sắt nhỏ như thế này. Mình làm tương tự với đậu que. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng khoảng tầm nửa bát cơm, sau đấy thì cho rau củ vào và trộn đều. Một thành phần nữa mà mọi người có thể cho vào là ruốc cá hồi. Thì mọi người có thể cho ruốc cá hồi hoặc là ruốc heo, ruốc gà vân vân. Và mình có thể thay bằng xúc xích hay là các loại thịt hay là tôm tùy ý. Đối với bé trên 1 tuổi thì mình sẽ nêm thêm gia vị nữa, thì hôm nay mình chỉ nêm thêm một chút xíu muối thôi. Sau đấy thì mình sẽ trộn thật là đều lên. Mọi người có thể rửa tay thật là sạch hoặc là đi bao tay. Sau đấy thì mình sẽ tạo hình cơm thành từng viên theo hình dạng tùy ý. Ở đây thì mình đã làm được 6 viên cơm như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ dùng phô mai tách muối dạng miếng như thế này. Mình cắt đôi ra. Thì thực ra là mọi người có thể cắt 3 hoặc cắt 4 ra nhỏ hơn tùy ý nhá. Mình cho phô mai vào chảo trước cho nóng chảy ra. Xong rồi thì sẽ cho viên cơm vào và cuộn tròn lại. Ở đây thì mình lưu ý một tí là mình sẽ đợi cái phần mặt dưới nó xe và cứng lại. Sau đấy thì mình mới lật thì dễ lật hơn và đẹp mắt hơn. Và thành phẩm thu được sẽ là những viên cơm phô mai đẹp, xinh, béo ngậy như thế này. Cũng còn tùy vào khả năng ăn thô của từng bé nữa, nhưng mà về mặt thành phần thì bé khoảng 7,5 tháng là ăn được rồi.